Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người. Su đây, xin chào. Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội, trời ơi con Nguyễn Tiên. Nay sinh nhật tao, đừng có cho tao học nữa bay ơi, bay tao lại tụi bay. Một năm 365 ngày, chỉ có ngày 8 tháng 12 là sinh nhật của con. Mấy má né con ra giùm cái mấy má ơi. Trời ơi, sinh nhật tao tụi bay cũng vô hả nguyên tố, nhiễm sắc thể, rồi hả 35 lít gì clohirit cái quần. Một năm tao có một ngày 8 tháng 12 thì hả thì làm cái gì mà học hành hoài. Cho tao nghỉ một ngày đi, trời ơi là trời. Ta chúc mừng Giáng sinh su. Chúc mừng Giáng sinh su. Chúc su năm mới nhiều niềm vui. Ê con Nguyễn Quỳnh Như, mày chúc câu mà đám sinh nhật là mày chết hả? Bữa nay sinh nhật tôi đấy, trời ơi là trời. Sinh nhật tôi mà nó vô nó chúc Giáng sinh, rồi nó chúc năm mới vui vẻ. Ngày má tôi đẻ ra tao, sao tụi bay không có quan hỷ gì hết trơn vậy hả? Ngày này mẹ tôi đã mang nặng đẻ đau tôi. 1, 2, 3 bà mụ điếm 3, 2, 1 chạy đua chạy giật giả rặn cái rẹt lọt lòng tôi ra. Đó. Mà tại sao không có quan hỷ với mọi người? Mọi người phải quan hỷ lên chứ. Mẹ tôi đã cực khổ để đẻ ra tôi, mọi người phải vui lên. Nay sinh nhật su, em hết tiền rồi. Ok em. Quỳnh Quỳnh ơi, cho em cái cạc Việt theo 50 đi su. Bà nội cha mà Quỳnh Quỳnh, mày có bị điên không? Trời ơi, nay sinh nhật su em hết tiền rồi. Tôi tưởng đâu là em hết tiền rồi. Nhưng mà em sẽ chúc su sinh nhật vui vẻ. Ông nội ơi, tôi tính mới tính nói hả? Có lòng là được rồi em. Nay sinh nhật su em hết tiền rồi, su cho em cái cạc Việt theo 50 được không? Tự nhiên sinh nhật tao cái tao cho tụi bay cái cạc 50. Tao dễ đổ nợ lắm đó mấy con ngựa. Trời ơi, hàm lừa. Su ơi, cho em 5 xị xài đi mấy đứa ơi, mấy đứa. Bữa nay là sinh nhật, chứ không phải là từ thiện ha, không phải là cái quỹ thiện nguyện nha mấy cưng. Mụ nội ơi, trời ơi, tụi bay vừa phải tụi bay ơi, bay ơi. Nay ngày 8 tháng 12, hôm qua là 7 tháng 12 là sinh nhật bạn của em. Su chúc sinh nhật nói giùm em đi. Rồi ngày 8 tụi bay xé ra khỏi cuốn lịch hay sao mày không chúc tôi? Hả? Hả? Tại sao? Trời ơi trời. Hiếu đen. Gặp thằng Hiếu đen thì tao muốn cho nó tắm nước sôi ra luôn á, cho nó trắng ra đó. Tối ngày tặng vợ đứa con nha Su. Tao bất lực rồi mẹ con Hiếu đen. Vừa đen mà vừa BD nữa. BD người ta trắng lên. BD mà đen nhìn tối thui. Đen xì. Chơi BD là ta thường tắt đèn. Ta mới chơi BD. Mà lỡ mà tắt đèn cái tụi bay đen quá, ai thấy đường đâu chơi tụi bay. Phải trắng, hiểu không? Chơi BD là phải trắng. Chơi BD đen quá thì làm đàn ông hoặc là đàn bà đi. Đừng có chơi BD. BD ta phải trắng trẻo ra. BD đen quá tối vô ngủ hai đứa ngủ ha. Nó lại nó tắt đèn cái trời đúng không? Đâu mất tiêu rồi trời. Trời ơi, đâu mất tiêu rồi. Không thấy đường, thấy tụi bay đó lấy gì tụi nó hãm tụi bay được, lấy gì tụi bay có con. Chơi BD phải trắng trẻo ra, hiểu không? Đúng rồi mấy đứa. Đúng không tụi con? Phải không? Su sinh nhật vui vẻ nha, cảm ơn em. Cảm ơn em. Ừ, chị Su ơi, hôm nay sinh nhật nhà chị hả? Ừ, sinh nhật chị em ơi. Cảm ơn em. Sinh nhật chị cho em sinh hai con gấu đi chị. Sinh nhật của tao tự nhiên mày sinh ra hai con gấu là sao? Cuối cùng sinh nhật ai mấy má? Trời ơi mấy cái đứa này ai chưa follow trang TikTok tôi follow liền đi chờ. Ngày xưa ngày xưa, ngày này giờ này năm xưa, có một gia đình nọ đẻ ra một cô công bèo. Cô công bèo là gì? Mực nướng muối ớt, con này tao muốn nướng nó luôn vậy đó. Tên Su Su chui ra đời, khóc òa òa và hết câu chuyện. Câu chuyện nó ngắn hơn cọng lông nách tôi nữa trời. Thiệt luôn á. Chúc trời, cảm ơn mọi người. Trong cuộc sống này đôi khi ta cho 31,2 gram hổ hoa bạch. Mệt quá trời à. Mỗi ngày tụi bay đã comment cái bài học rồi. Bữa nay 8 tháng 12 sinh nhật tao. Tao lại tụi bay à. Đừng có mà comment lên. Hồi xưa tao đi học 8 tháng 12 sinh nhật tao, tao còn trốn học đó. Tao nghỉ đó. Những ngày đó tao muốn tâm tao thanh tịnh, thanh nhàn, an lạc, không tới trường tới lớp gì hết trơn. Thứ nhất tới trường tới lớp mình không học bài, cô giáo chửi mình sanh cái tâm sân si, mình nói trong bụng nó không học bài kiểu người ta nói gì đó. Rồi vô lớp gặp bạn bè, nhiều khi nói qua nói lại chửi lộn gây lộn,
tâm cũng sân si. Bữa đó muốn thanh là thanh thản lộn, thanh thản cũng chết quá ha. Nó nói chung là ở nhà cho nó khỏe mấy má nghe. Trời ơi trời, tôi đi học tôi còn nghĩ đó mà tụi bay cứ lên livestream tụi bay comment cho 31,2 gram hỗn hợp AL là gì, nhôm hả, AL2O3 gì đó, nó vô nó nổ thấy bà nội tụi bay nha. Đừng có cho mà câu hỏi câu ơ gì hết trơn á. Tao nói trước nha, mấy con nào mà cho mà bài quá đi ha là thi quá 2 điểm ở lợi gán chiều giống tôi đó. Rồi hello Phạm Vương Toàn, Kiên Trần, em chúc chị Ngàn Thu ăn giấc mụ nội. Mày Kiên Trần, mày chúc tao hay là mày chí tâm đảnh lễ tao vậy? Trời ơi, bữa nay sinh nhật tao nha, nha. Trời ơi, Thanh Hương, cái gì đây? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi tên là Su Su. Cái gì vậy? Tôi đã biết tội lỗi của mình, kính mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho tôi. Tòa tuyên án, chúc Su Su sinh nhật vui vẻ. Trời ơi, cảm ơn Thanh Hương. Con điên. Trời đất ơi, sinh nhật tôi mà nó đưa tôi ra dành móng ngựa ông nội ơi. Mấy cái con này râu dài quá kìa, từ từ. Thôi đừng có comment nữa, bây giờ tôi khui quà nha mọi người nha. Đây, khui quà bây giờ mình sẽ món quà đầu tiên đi. Mình sẽ kiếm cái món quà, đây là hai cái bó bông trước nha. Sẽ lấy hai cái bó bông trước. Đây, đây là bó bông bự chà bá của chị ruột của Su Su, tên là Su Su Su, Facebook tên là Kim Trần, đã tặng cho Su Su cái bó bông bự chà bá này. Thì theo Su Su nghĩ nha, theo Su nghĩ thôi, thì bó bông này đó là của một người nào đó ái mộ chị của Su Su, đã tặng cho chị Su Su. Và chị Su Su đã thấy bữa nay tới sinh nhật của Su Su cho nên để lại và tặng lại cho Su Su. Bởi vì Su Su nhận thấy là trong những cái hoa này có một vài hoa đã bị úng. Thì theo mình, kinh nghiệm sống của mình đoán được là người ta tặng bả để dành, bả tặng mình. Đó là một người chị rất tốt. Xin cảm ơn chị Hai. Cảm ơn chị Hai. Miễn sao của ít lòng nhiều, có lòng là được rồi mọi người. Còn tiếp theo, đây là một bó bông. Một bó bông, chỉ có một bông hồng thôi mọi người nha. Đây là của bé Lê Di Di và bé Hồ Uyển Nhi. Chúc chú yêu của con sinh nhật thật vui vẻ, mãi yêu. Cảm ơn con. Đây, chỉ có một cái bông hồng này tốn tiền thôi nha mọi người. Còn những cái bông vòng vòng màu trắng này nè là hoa dại ven đường. Các em nó rất là yêu thiên nhiên cho nên đã nhổ hoa này và bó lên thành một bó bông. Còn đây mọi người biết cái gì không? Đây nè, đây là cái mành. Cái mành mà để người ta làm chuồng vịt đó mọi người. Người kết lại như vậy là dễ thương không? Nó chơi cái bó bông này là của Lê Di Di tặng cho tôi này, rất là đẹp nha mọi người nha. Đó. Rồi, tiếp theo bây giờ tới của con bé kia, cái gì? Unilo gì nè. Nó tặng cái gì đây? Trời ơi, mấy tấm hình má ơi. Đây nè, hình nè. Hình Su Su nè. Mấy bạn ơi, hình Su Su này bây giờ Su Su đấu giá nha. Một tấm hình này Su Su sẽ bán với giá là 700 ngàn một tấm. Thì anh chị nào đặt hình để số điện thoại lại giùm Su nha. 700 ngàn một tấm nha mọi người nha. Ai đặt hình để số điện thoại lại. Ừ, tội bệnh người nghiệp. Mấy má ơi, lên đây còn bán hàng nữa mấy má ơi. Rồi, còn cái này là cái băng lộn không? Cái vớ quý vị. Dạ, cái vớ chân. Dạ, sinh nhật nó tặng cái vớ chân mọi người. Nó tặng một cặp vớ chân nha. Đây. Cái này mình làm vớ chân cũng được, không làm thì mình làm cái lược cài, mình làm cái băng đô nha mọi người đó. Mình làm cái băng đô nha, đó, dễ thương chưa? Đó. Còn không thì mình làm hai cái tay thở cũng được nha mọi người nha. Rất là dễ thương ha. Rồi ngoài ra em nó còn tặng cho mình mỗi đó là một cái gì vậy, cái đầm không á? Cái gì vậy? À, một cái áo màu rất là BD. Màu rất là BD, màu hồng nha mọi người ơi. Rồi một áo màu hình con chuột Mickey. Cái mặt Su Su giống chuột Mickey mọi người. Nè, mọi người ơi, mọi người share livestream cho Su Su đi nha.